Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện xây dựng mail Admin trên máy Windows Server 2003 được nâng cấp lên domain. Giờ đây, mình đã nâng cấp sẵn máy này lên domain với name, domain name là athena1.tk. Giờ máy này có địa chỉ IP là 14.0.21.5. Bây giờ chúng ta sẽ đi cài đặt phần mềm Admin version 10. Domain name ở đây, chúng ta sẽ đánh tên domain của chúng ta. Đó là athena1.tk. Ở đây, chúng ta sẽ tạo một cái account là admin. Nên bắt buộc cho nó. Ở đây là địa chỉ IP của máy mail. Thì ở đây địa chỉ của nó là 14.0.21.5. Đây, 14.0.21.5. Và bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm Admin lên. Start rồi ta đã xa lên cái em mình. Bây giờ chúng ta tiến hành tạo một cái account cho mail chúng ta, new account. Đây là account là tq. Password thì ở đây bắt buộc yêu cầu phức tạp, nếu chúng ta không muốn ứng bắt buộc phức tạp thì chúng ta sẽ vào account setting và
có gì chết ở đây. Question password. Ok. Dạ, chúng ta sẽ đến mức quạt thông thường. Đó đây, chọn Outlook Connect. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái hạt khâu thứ hai. Đây, chúng ta có thể tạo nó là empty. Đây, chúng ta Outlook. Chúng ta đã tạo xong hai cái hạt khâu. Thì bây giờ chúng ta xem lại. Đây, empty tq. Thì ở đây muốn cho thuận lợi cho việc gửi mail thì ta có thể cấu hình web client để quá trình được gửi trong mail sẽ dễ dàng hơn. Thì để cấu hình web client đó thì chúng ta sẽ vào Internet Information Service Manager để cấu hình. Chúng ta làm mở nó lên được Internet Information Service Manager. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình một cái web client để việc gửi dòng mail. Đây, chúng ta sẽ vào đây trong web của ta. Giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái Visual Directory để cấu hình tiếp một cái web client. Thì trước tiên tạo cái Visual đó, ta sẽ tạo trước một cái default Emlibon new web Emlibon bond, đặt cho nên nó là work. Client. Ok. Yeah. Ta gọi tới cái work client này lên. Đây. Trong performance là tích bỏ hai dấu này đây. Emily. Dạ, yeah. Trong Identity, chúng ta chọn Local Student. Em đi. Yes. Ok. Dạ, yeah. Bây giờ chúng ta tạo cái Visual Directory trên trang web này. Với cái một con đó là web client. Chúng ta giờ đặt cho cái dễ nhớ đó là mail đi. Chúng ta sẽ đi đường dẫn đến thủ một cái sụt mdmon. Đây, chúng ta tiếp tục từ nó lấy cái work client. Dạ, yeah. HTTP HTML.
Chào chưa? Rồi, đi. Bây giờ ta grow party cái mail này lên. Chúng ta em đi click vào này. Chúng ta chọn cái workclass. Em đi. Trong document này là ghi một cái date này đi. Chúng ta sẽ add vào cái work client chấm dll em đi. Ok, bây giờ tiếp tục chúng ta vào web service action. Chúng ta new một cái web service. Web Suite Action đã đặt tên cũng là của client. Ta sẽ cái chuột của client.dll vào thì nó sẽ nằm trong element của client HTTP HTML hoặc là ok chúng ta tiếp vào set action started to allow bây giờ chúng ta sẽ có được một trang mail. Chúng ta tiếp tục quay trở lại phần mềm admin. Chúng ta vào setup web and service web server. Chúng ta sẽ chọn workline gain user external web server with information service apache. Ok, bây giờ tiếp tục đây là computer. Bây giờ cái số em là demon ta add cái user server user cho thằng này full quyền trên thư mục này. Bây giờ ta sẽ truy cập thử cái mail này của chúng ta. Mail này chúng ta truy cập thành công. Bây giờ chúng ta thử cấu hình nó ở bên ngoài. Internet. Đây, chúng ta ra ngoài một cái máy ngoài internet để cấu hình chi nhập nó thử. Chúng ta chi nhập nó là mail. Thì là một chúng ta sử dụng 1.8.0.0. Chúng ta chi nhập được trang webmail của chúng ta. Chúng ta nhập thử tài khoản MT. Thì là 100 TK. Mật khẩu và đăng nhập. Rồi, chúng ta đã đăng nhập thành công cái trang webmail. Bây giờ chúng ta thử tiến hành gửi nhầm mail lên new. Chúng ta gửi demo gmail ở đây, tôi gửi tới gmail.
Rồi, chúng ta tiến hành gọi xem. Chúng qua đây xem nó có nhận được mail hay không. Rồi, enter. Ồ, chúng ta đi nhập sai cái Gmail rồi. Là chúng ta gửi cái Gmail. Chúng ta xem là nhận được hay không. Đây, chúng ta đã nhận được một cái email từ MT. Arena, mt@arena.1. Đây, bây giờ chúng ta thử relay lại cái account MT của Athena 1 xem nó có trả nhận được hay không. Đây, chúng ta đây rồi gọi đây, chúng ta thử đợi xem nó có nhận được mail hay không. Đây, chúng ta đã nhận được một mail từ email này. Đây. Vậy là chúng ta có thể gửi dòng mail ở trên giao diện web. Dạ, bài thiết kế mail bằng email admin, cái tên đây xin hết. Cảm ơn các bạn.